Thì ở đây chúng ta sẽ thứ nhất là không nên lựa chọn từ khóa theo ý muốn chủ quan, bởi vì cái ý muốn chủ quan của chúng ta rất có thể là chúng ta sẽ không đúng. Mà bây giờ thì Google nó cực kỳ là smart, nó rất là thông minh rồi. Tất cả những cái gì mà bạn định làm là nó hỗ trợ bạn hết. Chưa kể đến là có rất nhiều các công cụ của các bên thứ ba. Các bên thứ ba là họ viết để họ hỗ trợ bạn. Bạn dùng chính Google để tìm những công cụ đấy để hỗ trợ cho bạn. Bạn hiểu ý tôi không ạ? Giống như hôm trước tôi search là free sell tool đúng không ạ? Những cái công cụ về tool. Thế thì các bạn đây các bạn tìm là keyword là tracking, hay là keyword là planner, hay là keyword analysis đúng không ạ? Phân tích từ khóa vân vân, thì nó sẽ ra rất nhiều. Đây tôi sẽ làm thử cho các bạn xem. Keyword đúng không ạ? Research, đây là nghiên cứu từ khóa đây. Đấy. Thì thằng sell mode này nó sẽ hỗ trợ how to do. Mình vào đây mình xem. Đúng không ạ? Keyword and research đây, strategy, keyword planner của AdWords, tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ngay sau đây thôi. Đúng ạ? Rồi thì keyword research for sale. Đấy, keyword tool.io. Cái phần này hôm trước tôi cũng đã hướng dẫn với các bạn rồi. Có rất nhiều cách để làm đúng không ạ? Có rất nhiều cách để làm đây. Có thể sử dụng phần mềm của mod để đánh giá, để đánh giá. Vâng. iPhone 7 enter. Đấy, như thế này là chúng ta sẽ biết được. Các bạn hiểu như không ạ? Rất nhiều, rất nhiều. Đấy, đây là từ khóa này, danh sách này. Đơn giản chưa ạ? Rất đơn giản đúng không? Cái sai lầm thứ hai chúng ta thường gặp phải đó là không nghiên cứu, không tìm hiểu về khách hàng và không hiểu về bản chất của vấn đề. Ở đây chúng ta làm sale là để bán hàng, chúng ta làm sale để tăng trưởng doanh số, để chúng ta kiếm tiền, chứ không phải làm sale chỉ đơn thuần là lên top. Cho nên cái từ khóa chúng ta chọn nó rất là quan trọng, để nó giảm cái công sức, giảm cái thời gian, giảm cái chi phí, nhưng lại tăng được cái hiệu suất bán hàng. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng. Đấy, chọn những cái từ khóa xương sầu, chọn những cái từ khóa ngắn, hùng hục làm ngay thì nó rất là oải đúng không ạ? Nó rất là vất vả. Tất nhiên khi mà nó lên được thì cái kết quả nó vô cùng xứng đáng là các bạn. Nhưng người ta nói là vạn sự khởi đầu nan, mà bắt đầu làm thì rất dễ nản. Thế cho nên là cố gắng, theo quan điểm tôi là nên lựa chọn những từ khóa nó dài, nó dễ, được chưa ạ? Sử dụng những cái từ khóa mang tính địa phương, tiếng lắm, tiếng không giấu, kiểu như thế, đúng không ạ? Không xem xét lại từ khóa, cũng như là không biết phân bổ cái thời gian, công sức và cái nguồn lực của mình một cách hợp lý để mà sell lên, được chưa ạ? Như tôi vừa nói là tôi sẽ hướng dẫn các bạn lựa chọn từ khóa bằng cái công cụ Google Keyword Planner. Thì chúng ta sẽ tìm luôn Google Keyword Planner. Ok, tìm một cái. Thì nó sẽ ra chính cái công cụ này luôn. Thì chúng ta sẽ phải đăng ký cái công cụ này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải đăng ký vào đây. Đấy. Nếu như các bạn mà chưa có cái phần liên quan đến AdWords, còn nếu mà các bạn có rồi thì nó sẽ không sao. Thì sau đấy thì chúng ta sẽ làm, được chưa? Thì tôi sẽ chụp màn hình sẵn ở đây rồi, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Cái công cụ này thì giúp cho các bạn xác định chính xác những từ khóa, những biến thể của từ khóa, số lượng tìm kiếm bình quân, mức độ cạnh tranh của nó. Cái công cụ này thì được dùng cho AdWords, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cho SEO được. Đấy, và chúng ta sẽ đo lường được cái nhu cầu lượng tìm kiếm và cái độ khó để chúng ta cân đối. Thì có lẽ là không cái công cụ nào chuẩn bằng công cụ này, bởi vì công cụ này là hoàn toàn do chính Google phát triển và cũng miễn phí cho các bạn sử dụng, được chưa ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ vào cái phần công cụ, chúng ta sẽ tìm thấy đến Keyword Planner, đúng không ạ? Chúng ta đánh cái từ khóa vào và sau đó nó sẽ ra những cái gợi ý cho chúng ta, được chưa ạ? Cái từ khóa thay đổi như thế này, cái giá thầu, cái tỷ lệ tìm kiếm vân vân. Thì cái thao tác nó cũng rất là đơn giản thôi, để các bạn xem thêm, được chưa ạ? Vâng, thì tôi xin phép được kết thúc cái bài chia sẻ này, bài hướng dẫn này của tôi. Và trước khi kết thúc thì tôi sẽ tổng kết lại những cái nội dung mà các bạn đã được tôi chia sẻ trong bài học này. Thứ nhất là tôi muốn nhấn mạnh việc là phải phân tích và tìm hiểu về từ khóa để chúng ta lựa chọn, đúng không ạ?
với mục tiêu là phải tìm hiểu khách hàng, tìm hiểu từ khóa làm sao mà nó sẽ đúng và tăng được cái tính chuyển đổi cho người mua nhất, đúng không ạ? Họ quan tâm đến điều gì nhất về mặt tâm lý, về mặt hành vi. Thứ hai là chúng ta sẽ tham khảo một số những cái công cụ để giúp chúng ta tìm hiểu được cái từ khóa cho nó chuẩn, được chưa? Và thứ ba là chúng ta sẽ lựa chọn từ khóa dễ hay là khó, từ khóa dài hay là ngắn để chúng ta bắt đầu làm SEO, và chúng ta phân bổ những nguồn lực cho những cái việc đó, được chưa ạ? Và thứ tư là tôi có giới thiệu với các bạn một số những cái kinh nghiệm của tôi để các bạn đầu tư vào SEO, đầu tư vào từ khóa, tức là SEO cho tương lai. Cái đấy là một cái gợi ý rất là tốt. Và cuối cùng thì tôi có hướng dẫn rất là nhanh cái việc là sử dụng Google Keyword Planner để các bạn làm cái từ khóa, được chưa ạ? Nghiên cứu cái từ khóa. Bài học này xin phép được kết thúc ở đây. Rất mong nhận được cái sự phản hồi và cái sự đóng góp ý kiến cũng như là trao đổi về mặt kinh nghiệm, các cái câu hỏi của các bạn với tôi là giảng viên Phan Anh. Rất vui được hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.